Chị, các bạn hiện nay thì rất là nhiều trên thị trường rất nhiều những chiếc Sony cũ, và rất nhiều bạn đang băn khoăn là không biết làm thế nào để test được một chiếc Sony cũ là hàng nguyên bản và đủ tiêu chuẩn chất lượng. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách test Sony nói chung. Thì thứ nhất là mình xin lưu ý với các bạn là hiện nay trên thị trường thì rất nhiều Sony thay vỏ. Đặc điểm nhận diện của những chiếc Sony thay vỏ này như thế nào? Mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đầu tiên, các bạn hãy chú ý kỹ vào giữa những cái mép của mặt kính và khung viền, xem nó có bị hở keo không, hoặc là cái khoảng khít nó có đều không. Những cái máy thay vỏ thì thường là họ sẽ phải bóc những cái màn hình với phần khung và mặt lưng. Sau khi họ dán lại thì thường là sẽ để ra những cái sơ suất như là có những cái phần keo ở trên cái phần rìa này. Tương tự đối với cái phần mặt lưng cũng như vậy. Để phát hiện cái máy Sony thay vỏ, các bạn hãy ấn vào các cái phần này xem nó có cảm giác bập bùng hay không. Nếu có cảm giác bập bùng thì có thể là nó được dán lại bằng loại keo không tốt. Vâng, tiếp theo nữa, một cái đặc điểm để mình nhận diện một cái máy có phải Sony thay vỏ hay không, đó là các bạn hãy dùng mở cái cổng kết nối này ra. Thì một chiếc Sony Zin thì cái cổng kết nối này rất là dễ để chúng ta lắp vào, rất dễ mở ra cái lắp vào rất thoải mái và dễ dàng. Còn một số những chiếc Sony thay vỏ thì khi chúng ta mở ra lắp vào nó có một cái độ dơ nhất định. Vì đó chính là cái hạn chế của cái việc những cái vỏ thay nó không thể nào có độ chính xác như cái vỏ zin được. Vâng, như vậy là để xác định một chiếc Sony có phải là hàng zin hay không, các bạn cần chú ý kỹ đến cái khả năng, cái độ chi tiết của gia công của sản phẩm. Nếu các bạn có một chiếc Sony zin trước đó thì so sánh càng tốt. Tuy nhiên là đối với một số những cái sản phẩm cũ thì nó sau một thời gian dùng nó có những cái dấu hiệu như là xước hay là màu sắc nó có khác một chút, thì chúng ta cũng không thể dựa vào đó để xác định là nó là zin hay không cả. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách test. Thì đây là một cái cách test Sony nói chung dành cho tất cả các dòng Sony. Các bạn vào sao thăng 7378423 thăng sao. Thì cái phần test này thì mình sẽ thứ nhất là hướng dẫn các bạn một cách chung nhất. Đầu tiên các bạn có thể vào Service Info để các bạn xem cái máy của mình là máy gì. Đó, như máy của mình là một chiếc Z3 Verizon thì nó sẽ có một cái model rõ ràng. Tiếp theo, mình sẽ giới thiệu phần quan trọng nhất, đó là phần Service Test. Thì đây là một cái phần mà nó giúp chúng ta test tất cả mọi tính năng trên chiếc Sony này rất là nhanh. Các bạn hãy nhìn thấy rằng là chúng ta có đầu tiên là Keyboard and Switch, nghĩa là đây là cái chúng ta có thể test những cái phím cứng vật lý. Các bạn có thể ấn các phím Volume Down nó sẽ hiện lên, Volume giảm tăng hiện lên, Menu, đó, chụp ảnh. Thì các bạn test tất cả các phím cứng này, sau đó các bạn chờ 8 giây để thoát ra. Nếu tất cả các phím đều hoạt động thì nó sẽ hiển thị lên trên đây. Đó, chúng ta chờ 8 giây thoát ra. Tiếp theo là phần quan trọng nhất là phần màn hình. Đây là cái phần test cái cảm ứng, thì các bạn vào phần Touch Screen này, các bạn là dê. Các bạn dê sao cho cái vạch mình dê nó đi được tất cả các cái phần góc sâu nhất của màn hình, không để chừa một khoản nào cả, giết nhầm một hơn bỏ sót, để xem là có cái điểm nào liệt hay không. Các bạn vẽ ngang vẽ dọc. Thực ra thì cái test bằng cái này nó hơi lâu một chút nhưng mà nó sẽ rất là kỹ lưỡng. Vâng, sau khi được rồi thì bạn ấn back. Tiếp theo là bạn sẽ test cái màu màn hình xem là nó có bị ví dụ đổ đốm sáng hay không. Thì thực ra là trên cái màn hình IPS ấy, nó rất là hay bị những cái đốm sáng kiểu hạt cơm, nghĩa là nó sáng trưng lên trên cái nền trắng, hoặc là những cái điểm chết trên nền đen như này. Đó, các bạn đổi từng màu một để các bạn xem cái màn hình của mình nó còn ổn hay không. Vâng, một lưu ý nữa là gì, nhiều bạn khi test trên nền trắng này, đặc biệt ví dụ như là với iPhone chẳng hạn, thì các bạn hay thấy là giữa những cái khoảng viền của màn hình nó hay có những cái bị ám ám màu, thì cái điều đấy là điều khó tránh khỏi có cái màn IPS là xung quanh bốn viền nó hay bị ám. Vâng, tiếp theo là các bạn sẽ test, đây là test cái đèn LED của chiếc Sony. Bạn có thể thấy test đèn LED Sony đấy, và nó test cái cảm biến ánh sáng, mình che nó thì nó sẽ thay đổi độ sáng. Vâng, chúng ta tiếp tục test đến cái loa. Thì cái loa này nó sẽ test cho chúng ta một cái rất nhiều cái loại âm thanh để chúng ta nghe, để các bạn nghe tiếng nó có trong hay không, có rõ hay không, đặc biệt là những cái đoạn cao độ. Đó, khi các bạn nghe cái âm thanh này các bạn sẽ biết được cái máy nó bị rè hay không. Vâng, vậy thì các bạn hãy cố gắng nghe thật là kỹ xem cái loa của mình có bị rè hay không. Tiếp theo là test stereo speaker, nghĩa là test cái khả năng gọi là kêu cùng lúc hai loa, test tai nghe, test microphone. La 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 la. Đó, các bạn test microphone xem là nó ghi âm có tốt không. Thì cái microphone này sẽ giúp cho chúng ta, đó,
các bạn test dung. Ở đây các bạn có thể điền cái thời lượng dung vào đây, và sau khi điền xong thì chúng ta ấn cái nút menu này, nó rung luôn, rung tê đùi, cứ rung tê đùi được. Lưu ý là khi các bạn test rung thì các bạn cần phải nghe cái tiếng rung nó có bị rè hay không. Rung nó phải êm, nhưng nếu mà nó rè thì là chiếc máy đã bị cọ củ rung rồi. Tiếp theo là nó có cho chúng ta test camera trước và sau. Thì các bạn test như bình thường thôi. Đó. Mình có một cái lưu ý khi các bạn test camera trước và sau là như thế này. Khi test camera thì các bạn nên chụp hình vào những cái soi hình vào những cái bức tường trắng hoặc là tờ giấy trắng và che camera lại, bởi vì có thể là gì camera nó bị đốm, nó sẽ có những cái vết đốm, chẳng hạn như khi mà mình chụp trên nền trắng này nó có thể đốm vàng hoặc đốm xanh, qua đó thì chúng ta phát hiện ra chiếc camera chúng ta có bị ám hồng hay không. Vâng, còn tất cả những tính năng khác thì rất nhiều, và mình sẽ xin giới thiệu một cái phần test rất là quan trọng của Sony. Thì đây là cái các bạn vào security. Thì các bạn nào mà đã có kinh nghiệm mua chiếc Sony Z3 rồi thì chắc là đều biết test phần này rồi. Đây là một cái phần mà sẽ phân biệt một cái chiếc máy Sony quốc tế hay là một chiếc Sony được mở mạng bằng code. Với những chiếc Sony mà mở mạng bằng phần mềm thì khi mà Sony mở mạng bằng phần mềm ấy thì chi phí của nó rẻ hơn, ngược lại nó sẽ bị mất những cái tính năng về bản quyền của Sony ở đây. Và khi như vậy thì các bạn chụp ảnh thiếu sáng thì rõ ràng cái độ loi sẽ nhìn rõ ngay. Các bạn nhìn rõ này, đây nó rất nhiều các chỉ số nó đều ghi là ok hết, thế là chúng ta yên tâm. Thường thì trên thị trường thì những chiếc Z3V thì đều còn key, còn những chiếc như là Z3 Tailby thì hầu như đều mất. Tiếp theo là chúng ta test đến một cái phần này, đó là test áp suất. Thì cái test áp suất này về bản chất thì nó chỉ đánh giá được phần nào ấy, khả năng chống nước của chiếc Z3 cũ hay không thôi. Các bạn nhìn thấy ở đây, khi mình ấn vào thì nó sẽ giá trị nó tăng lên. Nó đang từ khoảng tầm hơn 10 mà nó tăng lên 25, 23, 25. Thì đây chính là nó có một cái con cảm biến áp suất, nó sẽ đo xem khi chúng ta ấn tay vào thì nó sẽ tính toán cái áp suất ở trong máy xem là máy còn chịu được áp suất hay không. Nếu mà ấn vào phát là phọt ra luôn thì đó là do máy đã mất áp suất và chắc chắn là không chống được nước. Vâng, thì đây là một trong những cái test quan trọng nhất. Còn rất nhiều cái nữa, các bạn cứ ngồi bình tĩnh các bạn test. Dường như là mình rất là thấy Sony là đã build in một cái phần mềm test cho máy rất là kỹ lưỡng rồi. Và các bạn chỉ dành ra khoảng tầm 5 đến 7 phút ngồi test liên tục là các bạn sẽ chọn được một chiếc Sony như ý. Tiếp theo, để mà test được nữa thì các bạn nên tải cái phần mềm AnTuTu ở trên mạng. Các bạn tải phần mềm AnTuTu, sau đó các bạn cho chạy AnTuTu khoảng tầm 2 lần. Thì để làm gì? Nhất là mình để xác định xem cái nhiệt độ của máy nó như thế nào. Thứ hai là mình xác định là máy có bị reset trong quá trình sử dụng hay không. Vì AnTuTu là một bài test rất là nặng, khiến cho máy phải hoạt động hết công suất cả CPU lẫn GPU. Vì vậy khi mà những cái máy mà gặp vấn đề về lỗi CPU thì nó sẽ bị reset sau cái bài test này. Vâng, hy vọng là cái bài hướng dẫn test của mình sẽ giúp cho các bạn chọn được một chiếc Sony cũ ưng ý. Tại Di Động Thông Minh thì sở hữu một cái đội test kiểm tra chất lượng rất là kỹ lưỡng, và chúng tôi thường xuyên liên tục nâng cấp những cái nhận biết về những cái sản phẩm, làm thế nào để phân biệt được sản phẩm tốt với những sản phẩm không đủ chất lượng để đến tay người dùng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.